Ờ, giỏi. À, xin chào cô chú. Rồi, em coi cái đồ cho anh cái ha. Vô hỏi thăm mấy bà cháu. Dạ. Rồi, con chào bà. À, đây là mấy cháu đó bà hả? Ba cháu đây hả? Về đâu cháu rồi? Đâu cháu nào rồi? Ba cháu thôi mà đúng không bà? À, sao cô kêu bốn? Tôi nói bốn bà luôn, bốn bà cháu. Bé này là bé lớn hả? À, con ngồi xuống với chú hỏi thăm cái con chuẩn bị đi học cái gì á? À, nhỏ nào đi học? Bé là 1:30, bé này là 1 giờ, sắp 1 giờ rồi kìa. À, đi học xa không con? À, cô đưa hay lại đưa? À, chị đưa luôn ha, chị gái đưa. Đi xe đạp hay là cái gì? À, con tên gì nè, cho chú hỏi con tên gì nè? Tuyền hả? Con hay gọi điện cho chú đúng không? Nhắn tin cho chú đúng không? Con bao nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi. Con tên gì Tuyền? Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. Rồi đến em là em nào? Đến em nào? Nói chú nghe coi. Tuyền xong rồi đến ai? Ồ vậy hả? Rồi đến ai cô? Tới hai đứa này cha mẹ bỏ hơn cho nó bằng cái này. Sinh đôi hả? À. Rồi mẹ nó đi làm bất bên mà chú ơi. Rồi mẹ nó ở đâu? Đi làm bất bên, nó gửi nhiều quá, 500 ngàn à. Hả, gửi 500 ngàn. Đây là hai bé này trong ngoài luôn. Là cùng một mẹ hay sao? Một mẹ. À, rồi ba là bỏ từ năm bao lâu? Hồi nó mang bầu cái này. Ờ. Rồi hai bé này bé nào chị? À, ba nó bỏ vậy là mang bầu là bé này chắc mới có mang. Nhỏ này bị 9 tuổi rồi mà bị tay chân miệng gì đó ốm. 9 tuổi hả? Chú hỏi con tên gì nào? Con tên Tuyền. Dì Tuyền. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền hả? Nguyễn Ngọc Tiền, tiền bạc á hả? À, Nguyễn Ngọc Tiền. Tên gì con? À, tiền không phải tiền bạc là tiền y giải hả? À, quên, tiền có rê hả? Có rê không? À, tiền có rê không phải. Để chú coi cái bảng đây. Không có rê mà. Tuyền, chứ không phải tiền. Trời ơi. À, là con tên Tuyền. Còn bé em là tên gì con nói cho rõ. À, là hai chị em giống luôn, giống tên luôn. À, rồi hiểu. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. Còn đây là Nguyễn Ngọc Tuyền thôi, không có thị. Còn đến con tên gì? Con nói họ tên đầy đủ á. Nguyễn Thị Yến Thơ. Con bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. À, con 6 tuổi. Rồi, con là con học buổi sáng là buổi chiều? 2 buổi luôn. Bây giờ là Tuyền là sẽ chở em Thơ đi học đúng không? À, còn bé Tuyền này là không đi học à? À, 1:30. Rồi con là con học lớp mấy rồi? Con lớp 4. Còn bé cũng hai chị em lớp 4. Sao một một bên là 9 tuổi mà bên lớp bên 11 tuổi là con học chậm à? Con học trễ hả? À vậy hả? Là hai chị em học chung lớp luôn. À, có giấy khen không con? Ồ, có một đống giấy khen luôn. Trời ơi, giờ mới thấy là ba chị em là ai cũng có giấy khen hay sao? À, còn một tấm là bé con học lớp mấy rồi? À, lớp 1 là mới có 1 tấm đúng rồi. Còn lớp 4 này, lớp 4 tới 4 tấm luôn, 5 tấm luôn đúng không? 5 6 tấm gì luôn. Ôi quá trời này. Mấy chị em vậy là cũng học giỏi ghê chứ. Dạ toàn giấy khen chứ có bằng. À, giấy khen không? À vậy gì đó. Thôi bây giờ vậy nè, Tuyền chở em Thơ đi học đi. Rồi chút về nói chuyện với chú sau ha. Của em nó trễ học. Đi đi. Chú nói chuyện với bà nội với bà ngoại. Chờ bằng bằng xe gì? Xe đạp hả? Ừ. Đâu xe đạp đâu? À, lần thường có xe đạp luôn hả? Giỏi vậy. À, đây đây ra đường này đi, ra đường này nè. Cô cho cháu ra với cô. Đi học á.
À giỏi, con đi học đi ha. À, hai chị em đi học. À, sao mà xe lại để bên bên nhà bên kia vậy cô? À, bỏ bên đó hả? Bên đó là như thế nào? Nhà bên đó là như thế nào? À, lối xóm với nhau ha. Dạ, coi coi bé nó đi học coi. À, hai chị em chở nhau đi học bằng xe đạp kìa. Ừ, có nón đồ gì hết hả? Ừ, có nón gì hết là đi đầu trần không vậy? Trời, chị em đi học mà đi đầu trần không vậy? Không có nón, không có mũ gì hết. Trời nắng chang chang. Thôi à, vô trò chuyện với cô tiếp. Đâu rồi con gái mới đó đi đâu rồi bé? À buồn thay buồn đi học ha. Con à, con coi rồi con cố con coi với mấy giấy khen của mấy cháu nha. Dạ. Giỡn bên đây. Ừ. Đó là của con nhỏ 9 tuổi, con cao thì con nhỏ 11. Tên là bé Nguyễn thì sao bé thì khi thì Nguyễn thì Ngọc Tuyền mà khi thì Bích Tuyền vậy? Tại cô để lộn. Cô để lộn ha. Chứ con thấy là khi thì Nguyễn thì Ngọc Tuyền này mà khi thì Nguyễn thì Bích Tuyền này. Trùng tên không vậy? Trùng tên mà bé dưới thì Nguyễn Ngọc Tuyền thôi, không có. Này bé dưới là ba em thì Nguyễn Ngọc Tuyền thôi, không có thì hai chị em là học chung một lớp 4. Năm nào có giấy khen hết. Từ lớp 1, lớp 2, lớp 3. Năm này lớp 4 mới vào lớp 4 chưa có giấy khen. Rất là giỏi. Rồi thôi à, con. Dạ, à, con hỏi thăm cô gái. À, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 68 tuổi. Ông xã đâu cô? Chết mấy hai mấy năm. Mất hai mấy năm rồi. Rồi cô có tất cả bao nhiêu người con? 5 đứa. 5 người. Nó khổ rồi, nó đi tứ tán, không có nhà cửa gì đó. Đi tứ tán. Có chồng rồi nó đi mần á. Dạ. Rồi đi luôn, nó không có về, cả năm mới về một lần. Năm về lần ha. À, rồi bé ba mẹ của bé 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 bé, bé Tuyền mà lớn này này, 11 tuổi này này là đâu cô? À, nó đi hồi nhỏ này còn nhỏ tới giờ đó. À, là cháu nội ha. Dạ cháu nội. Chị, vợ chồng thôi nhau. Thôi nhau. Rồi nó đi vậy đó, mạnh nó đi mạnh vợ đi vậy đó. Bỏ. Rồi ảnh đi luôn có mấy năm rồi chưa về? Nay cỡ hồi cất nhà tới giờ cỡ 8 năm rồi. 8 năm chưa có về hả? Có liên lạc không cô? Có liên lạc với chị đó. Liên lạc gì mà sao không liên lạc với cô, phải có lý do gì chứ? Trời ơi, tôi kiểu mà cũng như là nó đi quá rồi tôi giận, tôi không nhìn vậy đó. À, giận không nhìn. Nghe chị nó cũng nói nên giờ nó đi theo con nhỏ đó, giờ mình sao không biết mà nó bị bắt rồi chú ơi. Bị bắt nay nó 4-5 năm rồi. Bị bắt hả? Đi tù á hả? Dạ. Lý do? Cũng không. Cũng biết vì sao bị bắt. Dạ. À. Rồi anh mà ba của bé Tuyền này là thứ mấy cô? Thứ năm là còn người Úc nữa đúng không? Dạ. Người Úc. Người Úc và gái Úc là mẹ nhỏ đó. À. Dạ. Rồi mẹ đã đi làm đâu cô? Đi Long An. Long An hả? Đi làm cái gì cô? Nó mới rồi nó đi rửa chén bị nó dốt, nó không biết chữ. Dạ. Rồi nó đi mần ở ngoài vậy đó. Nó cổ nó hỏi nó tháng nó gửi về cho được 500. Hỏi sao mày mần gì mà tệ dữ vậy? Nó con mần bất bên quá. Dạ. Chứ không có xe đó. À. Đi rồi con mua xe đã góp. Rồi con góp cho người ta. Rồi chồng đâu cô? Chồng bỏ rồi mang bầu nhỏ nhỏ. Ừ, bỏ luôn. Thì sao không đánh ở đây có mẹ có con rồi lo cho mấy con mà đi làm mà tháng có 500 bạc vậy? Ở đây mà sao không sống? Không có ruộng đất hả cô? Dạ không. Ở đây cũng như hồi đó là tí dân cư này nè, mới thì bà cháu là con tiền đó là hai người ăn nữa. Dạ. Rồi cha mẹ nó bỏ là cái thằng lớn á thì học lớp 1, thằng nhỏ chưa học. Rồi cái nó mới đi mần. Thế mà nó thôi vợ rồi đi mần, cái này sau nó gặp mẹ con tiền này nè. Dạ. Có bầu nó mới dắt về. Tôi nói thôi bây giờ không cho bé ở nữa. Ở rồi bé đẻ bé bỏ cho tao nữa là tao nuôi không nổi. Cái nó năn nỉ riết thấy gì mang cái bụng quá trời rồi để cho nó ở, nó sanh. Nó sanh được một tháng rồi là bắt đầu hai đứa lộn rồi nó đi nó bỏ. Tôi luôn cho anh uống chút xíu mất tới giờ. Vậy còn mấy đứa kia đâu? Mấy đứa kia giờ nó đi lang thang thành thành phố. Đem đi theo à? Không có đi lang thang vậy á, chứ nó không có mần mà không có được đồng bạc nào đó. Ừ. Rồi đó là mới hai người ha, cô mới kể là ba ba của con bé Tuyền. Dạ, không
cũng như là nó ba đứa con. Cô kìa, cô năm người mà, cô năm người con kìa mà. Dạ năm đứa. Vì là mấy người đầu đâu? Mấy đầu thứ hai thứ ba này ở Vĩnh Long á. À thứ là hai. Cũng như chồng ở riêng. Dạ. Còn mấy đứa sau này là thứ năm là thằng đó. Thứ tư. Rồi thứ tư là chết. Thứ tư mất. Dạ. Vậy là còn có bốn người hả? Rồi thứ thứ năm thứ sáu rồi nó bệnh hơi khùng khùng rồi. Ở đâu? Mừng thành phố. Rồi có hay về không? Không, ít mới về lắm. À. Một phần năm vậy mới về đám giỗ cha nó mới về. À. Mà nó mần không có tiền chứ. Mà nghèo khổ đi mà. Cái gì nó phá, phách tủ tời đi. Như nấu thì nó nóng là độ đập trơn à. Bệnh não. Chú thấy là Đài Vĩnh Đông tôi che cái miếng mũ, cái bạc, tấm bạc nó ở tại đây nè. Rồi cái Đài Vĩnh Đông thấy vậy mới lên cất cho được cái nhà đó. Nhà này cất bao lâu rồi cô? Dạ 7 8 năm. 7 8 năm rồi. Hồi đó cất bao nhiêu tiền? Có tài chính lông cháu có 25 triệu à. 25 triệu hả? Dạ. Rồi có bù thêm không? Dạ không, rồi sao nữa cô bác chợ gửi á. Dạ. Để cho được mớ nữa thì đặt vô vậy đó rồi cất. À là cất hồi đó Đài Vĩnh Long về quay hay là sao? Dạ. À. Về đây quay luôn. Dạ. Ở trong điện thoại tôi là có lên luôn. Dạ. Con mở cho chú. Mở lên cái Đài Vĩnh Long cho bà. Dạ. Coi. Rồi chú biết không, cái chú sát bên đây nè, nó cho được cái tủ thờ ổng đó với thờ Vũ Quyền. Còn mới bán cái giạc ngủ ra mua gạo ăn rồi đó. Rồi còn cái tủ này bán cho bà này nè. Bán được bao nhiêu? 2 triệu. Cái tủ này bán 2 triệu hả? Ừ. Hồi là thằng cháu để nó mua 2 triệu tư nó cho. Mà xài rồi mà giờ bán 2 triệu. Chứ không gạo ăn. Nó bán tôi vậy không? Dạ, rồi trả tiền chứ cô? Trả rồi. Trả rồi bán mới mua gạo ăn đó. Dạ, rồi khi nào chở? Tới Tết. Chị em bạn dạ, chị em ruột à? Bà. À, bà ăn vậy thôi. Lưỡi xóm. Bán rồi lấy tiền ăn rồi mà tôi còn để đó cho xài. Chị tốt mà. Trời ơi, mỗi bà là thằng chị lắm đó. Dạ. Tôi mổ 4 lần rồi. Mổ bị gì á cô? Mổ tim hả? Mổ cắt bắp cho cái ngực bám tay á. Dạ. Cô là Đinh Thị A hả? Dạ. Họ tên là chữ A vậy thôi hả? Dạ. À, Đinh Thị A sinh năm 1951. Địa chỉ là ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Chưa được một rưỡi vậy. Chưa được một rưỡi. Trời ơi, bệnh gì đâu mà cô chú ơi. Dạ. Giờ người ta cũng biểu bà đi lên phố nằm nữa kìa. Giờ chuyển đi lên phố mà giờ không có mang đến nè. Dạ. Còn cái con nhỏ xíu đó thì nó bị động kinh nè. À. Chuyển đi lên phố có nè. Chấp cánh ước mơ đây ha. À, người chị A. Rồi các cái chú nói chuyện với bà. Chú coi cái là chú biết rồi nè. Rồi nghe được rồi, cô đi bệnh viện là bệnh viện nào? Vợ chuyển về thành phố. Không, đợt vừa rồi kìa, đi về kìa. Đi Mỹ An hả? Ừ. Đi nằm bên đó mấy ngày à? Dạ, nằm tuần. Nằm tuần ai chăm cô? Thôi cô nhỏ đó luôn trong mình. Nhỏ bự đó luôn, ngồi 7 tuổi tới giờ chú. Tuyền ngồi xuống đây chú hỏi thăm coi con. Chúng chích với nhau. Hả? Con ngồi xuống đi, không có chỗ ngồi hay ngồi đại đất được ha. À, rồi con đi chăm bà nội. Dạ. À, giỏi vậy. Rồi đi chăm về đi học làm sao? Con nghỉ xin nghỉ học ha. Dạ. À. Rồi sao con mà con biết chú mà con gọi vậy? Tại vì con coi trên điện thoại. Con coi trên điện thoại. À, rồi con gọi chú với con mong muốn cái điều gì? Dạ. Con gọi cho chú và con mong muốn cái điều gì mà khi mà con gọi cho chú á? Con muốn. Nói lớn lên. Con muốn. Bà nội con có gạo ăn. À, có gạo ăn. Dạ. Ừ, rồi với điều gì nữa? Cái này là từ lòng con mong muốn cái gì á? Cái gì đó. Có ngoại con có một số tiền đi cho chữa bệnh. Ừ, chữa bệnh. Ừ. Rồi chú nghe nói con nói nếu mà khó quá thì bà nội cho con nghỉ học à? Dạ khó quá hả? Ừ. Con có muốn đi học không? Có. À. Ham đi học đó. Ham học ha. Mà bà nội bệnh đau phải bắt buộc phải nuôi rồi. Rồi ba đi lâu vậy, ba có gọi điện hỏi thăm không? Dạ. Ba không gọi luôn. Ừ. Chắc là từ nhỏ đến giờ đâu có biết mặt mẹ cô ha. Biết lắm, bỏ rồi nhỏ xíu. Cô nhỏ vậy chắc đâu có biết mặt mẹ ha. Bỏ con tháng không về thăm luôn. Không có về thăm luôn. Mẹ gì đâu mà vô tư thì không gì hết.
Mới 11 tuổi mà thành trụ cột gia đình rồi đó. Ừ. Giỏi ha. Dạ, có nóng quá trời luôn. Tự giặt đồ được luôn à? Con tự giặt đồ được. À, giỏi vậy. Dạ, rồi cơm nhà ai nấu? Con nấu luôn ha. Cô được rồi, cô nói nhỏ nhỏ để cho con hỏi thăm cái. Được được thôi, khó làm sao. Để con hỏi thăm nhân vật chính là ở đây nè. Rồi trong nhà là con là làm việc hết tất cả mọi thứ. Mấy em có biết làm không? Dạ, con giặt đồ mấy em rửa chén. Rồi ai quét nhà rồi được hết hả? Dạ. À, rồi ai đi chợ? Sáng con chở nội đi. Sáng con chở nội đi chợ ha. Ừ. Rồi sáng là ăn cơm rồi đi học luôn à hả? Dạ không, sáng con nhịn đói đi học. Sáng nhịn đói đi học, trời ơi. Hai chị em chở nhau đi học hả? Dạ. À, đi học xong mới về nhà mới ăn cơm. Dạ. Về là nồi nấu cơm cho con hay là con tự nấu luôn? Có khi nội nấu rồi, ngoài đó về nấu. Đợi con về nấu. À. Ngày nào con cũng học buổi chiều nữa hay là sao? Hay là có ngày này học buổi chiều thôi? Dạ, buổi nào con cũng học buổi chiều. Ngày hai buổi? Dạ. À. Rồi hai chị em là chiều là đạp xe chở nhau đi học ha. Dạ. À. Cái cao chiều nó con đi học thể dục à? Dạ. À. Rồi cái áo thể dục rách mất tiêu rồi kìa. Tại vì con giỡn con này hết. À. Mà đã cho nó hả? Ừ. Nhà mình nóng quá ha. Thì con nóng hết trơn à. Ừ. Sau này con học lên là con thích làm cái gì? Con thích làm giáo viên. Thích làm giáo viên ha. Dạ, nhỏ nào cô? À, nhỏ bé hồi nãy đi học á hả? Dạ. Rồi trong trường, trong lớp là con học đứng thứ mấy? Này, không, con không có biết kết quả của con. À, năm lớp 3. Đứng thứ nhì lớp luôn. Dạ. Lớp con được bao nhiêu bảng? Lớp con được 24 bảng. 24 bảng mà đứng thứ nhì luôn, giỏi vậy. Con có vậy là con làm lớp trưởng hả? Dạ. Con làm lớp trưởng luôn. Dạ. Ồ giỏi vậy. Lớp trưởng của lớp giờ lớp 4A3 ha, lớp 43 ha. Dạ. Ừ. Cảm ơn. Giỏi ghê luôn á. Rồi chú hỏi cái là như mọi năm con học thì học phí có đóng không? Có phải đóng không? Đóng tiền dạ. trường không? Dạ. À, đóng bao nhiêu con? Con cũng nhớ. Con cũng nhớ nữa hả? Ừ. Rồi năm này chưa có đóng đúng không? Dạ, không có đóng nữa. Không có đóng nữa hả cô? À, đây hỏi cô. Cho số nghèo rồi. Họ cho sổ hộ nghèo ha. Cho nên nhà trường mình khỏi đóng. Chỉ đóng ba cái tiền nhỏ 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 thôi ha. Dạ. Cô cho con hỏi bây giờ là trong gia đình mình như vậy á, là hoàn cảnh như vậy thì bây giờ tiền đâu sống cô? Giờ không biết làm sao nữa, về đồ trong nhà, về mấy đứa cháu cho bán hết trơn. Cho bán hết trơn, phải bán sống đó hả? Bán từng món để sống. À. Bà cháu thì gia tấm bà ở. Cho, để cho bà nội đi, cho chú khỏi cần quà. Đó, đúng rồi, để qua cho bà đi. Đúng rồi, xoay qua cho bà đây mát. Đây đi con. Đồ của mấy người cháu cho là bán hết trơn. Bán ăn thôi chứ giờ tiền đâu được mà sống. Ừ, thôi mà tỉnh mày tới giờ đó là bán cơm. Cái đó là cô bị tai biến à? À, bị bao lâu rồi cô? 7-8 tháng rồi. Ừ. Cô bị suy thận rồi cô? Sỏi thận rồi bị tim. Rồi giờ chuyện rồi nó bị tai biến nữa. Trời ơi, đủ thứ bệnh trong người luôn. Cắt lục bình luôn, mấy đứa này học không à? À, hồi trước cô đi cắt lục bình hả? Dạ. Dạ. Thì nghe bé nói là bây giờ khó khăn quá chắc phải bỏ học, nhưng mà thôi cố gắng cho bé đi học chứ học đâu có tốn gì đâu. Dạ. Cho nó học. Nhìn đói đi học hoài dạ. Nhìn đói học hoài ha. Con chú hỏi nè, con đi nhìn đói đi học thì con có mệt không? Đó,
Mình sáng sao cũng nấu cơm ngồi ăn rồi đi học. Ví dụ tối này mình nấu nhiều nhiều quá, sáng chan tương chan đồ gì có ăn rồi đi học. Chứ đi học nguyên cả buổi sáng vẫn ăn gì sao chịu nổi. Chứ mấy mấy anh chị giờ bây giờ cũng ít khi về thăm cô ha. Nhưng mà con nói là phải sao đó anh chị cũng về, chứ còn ví dụ có cực khổ thì cũng cũng gắng mà lo cho con cho cái, cũng đâu có bỏ rơi mẹ được cô hè. Nhỏ kêu nhỏ cháu thì nó bây giờ nó khùng khùng, nó mà như thế này đó. Khùng khùng hả? Bị não á. Dạ não. Dạ. Rồi nó về đây nó ở vài bữa, nó đầu nó cái chuyện nó tập đồ đó à. À. Nó cũng học cho nó về đó. Dạ, là cái cô đó đó ha. Rồi cái anh kia mà cô nói là cũng bị vấn đề gì nữa ha. Có cái anh nào nữa đó, anh thứ anh Út. Không năm. Mà Út có thằng nhỏ cái. À. Con cái này nữa hồi nãy đó. Dạ. Rồi con cô tới mấy người bị về không được bình thường hả? Có một đứa cái cháu không được bình thường. Ừ. Về nhà mà thấy nó, cái gì bực bực nó đập chục trơn à. Dạ. Thôi thì hôm nay con xuống con ghé con thăm cô vậy đó, để con tìm hiểu cái hoàn cảnh của cô á. Thì nghe mấy bé nó gọi điện cho con á, thì nó giống như là gọi điện cầu cứu chú Thảo á, thì hôm nay có dịp đi về dưới tháp 10 đây thì ghé thăm cô, thăm mấy bà cháu để tìm hiểu hoàn cảnh mình. Cái học ở đó hả? Ừ, 2 giờ mới đi. Cô ơi, thì có cái chai dầu của chị Loan, chị Ly với của bà ngoại bên Úc á, gửi cho cô ha, để cô xài. Dạ. À, rồi còn đây là cái gói salon bát của cái chị Phương ở bên bên Mỹ á. Em ơi, cái này của chị Phương hả em? À, à cái này của chị Phương ở bên Mỹ gửi cho cô để mà cô khi nào đau ốm. Cảm ơn cô Phương. Dạ, để mà xài. Chị Phương ở bên Mỹ á gửi cho cô. Rồi con đi làm đây có của anh Di Minh ở bên ngoài Nha Trang á. À, anh gửi cho cô 2 triệu. Để có tiền mà cho mấy bé đóng tiền học rồi ăn uống thêm, à, cũng như là thuốc men. Cô để mà cố gắng mà lo cho mấy cháu của anh Di Minh ở Nha Trang. Dạ đây 2 triệu. Gửi lời thăm chú của mình cái gì đó. Dạ của anh Di Minh ngoài Nha Trang ở đây này. Dạ. Dạ có tiền mà xài. Rồi thôi con bé Tuyền là gắng học nha con. Đừng có bỏ học giờ chừng nha. À, có bà nội có khó khăn cỡ nào cũng xin bà nội mà đi học. À, bây giờ mình hồ nghèo mà đâu có phải đóng tiền đâu. Con có học bổng mà đúng không? À, có học bổng hồ nghèo năm nào? Dạ. Thôi gắng mà học chứ học sau này mới thoát nghèo được. Rồi vậy thôi chú đi ha. Dạ thôi con đi nha cô. Dạ. Chú cô nha. Dạ. Cảm ơn nha cô. Đây này cả nhà, à, địa chỉ của nhà bà là mình quay cái này cho cả nhà dễ kiếm, là đường tỉnh lộ 850 ấp 4 xã Láng Biển, huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp, gần cây xăng Trường Trân á, cây xăng Trường Trân. Đây là cây xăng Trường Trân. À, đối diện cây xăng à, thì mình đi qua cái nhà bà để cho cả nhà dễ kiếm. Nếu có ai có muốn về nhà mấy bà cháu hay tìm hiểu cái hoàn cảnh của mấy bà cháu thì nó dễ kiếm, chứ cái khu này mà đôi khi hỏi tên bà không thì sợ người ta không biết. Thì đây rồi, đây là vô nhà của mấy bà cháu. Nhà này thì được cái đài truyền hình Vĩnh Long hồi đó họ chương trình Chắp Cánh Ước Mơ thì họ họ xây dựng cho.
Thì cái nhà thì hồi nãy mình vô thì mình có quay sơ sơ, nhưng mà bây giờ quay cái mặt trước cho để cho cả nhà coi, nếu ai coi thì biết được.